Bye.
đấy, chỗ nào đấy? Lâu lắm vơ không gặp em vơ. Trong đấy Khá đi làm gì nữa, Khá giúp mà đi đi làm cái gì thì làm nhỉ? Khá tuần này tuần này sáu thiếu ở đây năm lớp mấy? Năm lớp này. Mấy thiếu nhiều thiếu quá.
nhiều xíu thì nhanh cũng được. Lộc ăn lại. Cô Lộc kim mũ là. Sao lại không biết? Lộc. Lộc có ăn 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 dàn quán lợn không? Lộc à, ra người có hay Lộc kính lợn là. Có thì phải làm. Có thì phải thắp hương xong này để làm xong mới khao một lúc thì mới được làm cái gì làm thế đâu. Lộc ăn cái đấy nó phải ăn trước nhá. Mẹ không khao được, mẹ con mình đi xuống làm bánh. Đi xuống làm nhà bếp. Nhưng gà làm nhà bếp. Chưa được lặn ngỗng mà chưa được ngỗng chưa lặn đi xuống này nhà bên đi thì xuống đi còn gì nữa còn bỏ mũi ra làm gì ngứa cái gì lấy cái lửa cái đốt đi chứ nó còn ngứa cái lẩu ra ngứa cái lẩu khách đi à em ơi, là đi với ông Nhân đây.
sợ lấy cái đấy của em đi. Xem mấy bao nhiêu người xem này. Vừa nhắn tin xong đấy đang người xem. Các em chắc chú em ở trên thằng kia. Nói thêm cái thằng chú em làm thầy cũng đã vào yên thế. Yên thế. Thế thì cô nói chuyện đến trưa đi nhé. Thế. Cứ ngồi đây nói chuyện đi. Ô. Ở trong bán đi. Đây là gì?